Bất động sản Phan Hảo, Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường bê tông 4m đường ô tô ha, thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em lên cho quý anh chị một lô đất ha, phủ hồng toàn bộ ha, lên thổ cư thoải mái luôn quý anh chị. Một cái lô đất là tổng diện tích là 925 m², bám mặt tiền đường từ cái trụ điện bên này ha, qua ngay cái bờ gạch ha. Bờ gạch đây là 20m, 19m6 nha quý anh chị, gần 20m, sâu vào trong là 50m, tổng diện tích là 925 m². Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái ha. Hiện tại chủ đang kêu giá chỉ có 1,9 tỷ thôi, rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn, làm nhà tiền chế ha. Tại vì vị trí của mình là gần biển Phước Hải, mình đi biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm hơn 4 km thôi, khoảng tầm 4,5 cây, 5 cây đổ về thôi nha quý anh chị. Và đặc biệt là vị trí của mình là đường bê tông là hơn 4m ha, đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Ở đây thì khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh, sát với tỉnh lộ 4A đây quý anh chị, đường Võ Thị Sáu đây. Nếu mà mình đi xe máy á, đi ra đường xe máy ra khoảng tầm 70m là tới đường tỉnh lộ 4A ha. Còn đi đường ô tô là đi ra đây, đi khoảng tầm 200m là tới đường đường nhựa luôn nha quý anh chị. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Ở đây thì khu dân cư đông đúc rồi. Một cái lô đất là điện nước đầy đủ ha. Ở đây thì điện đầy đủ nha quý anh chị, điện wifi các thứ khá là ok rồi, đầy đủ rồi. Đất của mình là cũng là cao ráo bằng phẳng, và đặc biệt là chủ đã bao quanh hết kẽm gai rồi nha. Đây, kẽm gai bao quanh hết rồi nha quý anh chị, phía sau kia cũng bao quanh hết rào rồi. Em xin nói là diện tích tổng là 925 m², bám mặt tiền đường là 19,6, sâu vào trong là 50m ha. Đất phủ hồng toàn bộ. Bây giờ em sẽ quay ra đường nhựa, quay ra khu dân cư ha. Ở đây là nước nước thi cục quý anh chị, nước không tên nữa, có sẵn nước rồi. Điện ở trên có hết là ha, khu dân cư luôn. Mà giá khá là hơi. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vị trí của mình là đi cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 80 đến 85 km nha quý anh chị. Nhà vườn biệt thự rồi đây khá là nhiều luôn. Mình đi biển khoảng tầm hơn 5 phút là đến biển Phước Hải rồi quý anh chị. Khá là gần. Ra tới đây là đường nhựa rồi. Buổi sáng ở đây kinh doanh khá là đông luôn quý anh chị. Bán đồ ăn sáng ở đây cũng khá là nhiều ha. Tại vì em quay lúc này là buổi chiều rồi quý anh chị, nên là hơi vắng ha. Buổi sáng đây nè, buổi sáng người ta bán đồ ăn ở đây là kính hai bên đường này. Buổi sáng là người ta bán đồ ăn kính hết luôn. Chợ búa ở đây người ta cũng có bán rất là nhiều nha quý anh chị. Buổi sáng ha. Đây buổi sáng ở đây này, người ta bán dày luôn này. Bán quá là quá trời luôn. Ra đây là tỉnh lộ 4A rồi quý anh chị. Tại vì em đi đường này là đi đường ô tô ha. Đi đường ô tô đây là hơi xa, khoảng tầm 250m. Còn đi đường xe máy là đi ra ngay chỗ kia là khoảng tầm 70m thôi. Hướng này là về biển Phước Hải nè. Đi khoảng tầm hơn 4km là đến rồi ha. Và cũng là hướng đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc ha. Đi về Long Hải cũng được nha quý anh chị. Còn hướng ngược lại đây là mình đối diện xéo xéo đây lên khoảng tầm 500m là trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. Rồi trạm y tế đây luôn ha. Và mình đi lên vòng xoay Đất Đỏ, tượng đài mẹ Võ Thị Sáu đây luôn ha. Cách khoảng tầm 2km là đến rồi. Và cũng là hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do nha. Giá khá là hời luôn. Sổ mình đây quý vị ha. Sổ mình là sổ mới, công chứng sang tên ngay luôn ha. Sổ 2022 luôn quý vị. Thửa đất số 246, tờ bản đồ 40. Địa chỉ thị trấn Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 925,6 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất lúa, nhưng mà đất mình phủ hồng toàn bộ rồi ha. Lên thổ cư thoải mái nha quý anh chị. Đất của mình là quay về hướng đông bắc ha. Mặt tiền đường bê tông này, ngang là 20 sâu 50. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Vậy. Lô đất quá là đẹp, phủ hồng toàn bộ luôn nha. Lên thổ cư thoải mái. Ngang là 19,6 m này, gần 20m, sâu vào trong 50. Tổng diện tích là 925,6 m², đất ở nông thôn hết nha.
Rồi anh chị nào quan tâm các sản phẩm thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu gần biển Phước Hải thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.